Rồi, hello, chào mọi người. Thì như đã nói thì mình sẽ làm nội dung những cái con kiến đẹp riêng để sau này có thể lưu giữ lại và thời gian sau, rất là lâu về sau có thể lấy ra là coi dễ dàng hơn. Thì clip này mình sẽ giới thiệu một con Ray-Ban The General nha người, bản kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Ray-Ban nha người, 1937-1987 nha người. Đó thì cái con này thì cái hộp này là không phải của nó người, cái hộp zin của nó là thường rất là hiếm người, và thường nếu mà có hộp zin thì giá nó sẽ cao. Đầu tiên là cho người xem đây là cái phiếu mua hàng của nó người, phiếu mua hàng. Thôi đây người thấy không, một cái con kiến quá đẹp luôn. Đó, do nó đẹp như vậy nên là mình làm một cái clip riêng nha mọi người, gần như là không một vết xước rồi. Con này là một cái con về cực kỳ đẹp nha mọi người, cực kỳ đẹp nha, không một khuyết điểm gì cả, quá hoàn hảo mọi người, quá hoàn hảo luôn. Mình để gần hơn cho mọi người xem cho rõ nha, để gần hơn người xem cho nó rõ. Ở trên đây thì sẽ in là BL Ray-Ban USA nha người, BL Ray-Ban USA thấy không? Trồng đồ còn cực kỳ đẹp. Thì phía bên này thì nó sẽ dập là 1937 1987 là kỷ niệm 50 năm của Ray-Ban người. Đó, thấy không, cái gọng nó còn sáng bóng cỡ này, này sáng cực kỳ sáng luôn. Con này gần như là được cất giữ không sử dụng người. Đó, thấy không? Không có khuyết điểm nào cả nha, không một vết xịn hay gì, sáng bóng hết luôn người. Rồi bên đây thì là một cái chữ là The General, thấy không? The General đây. Đó, mình sẽ cố gắng zoom lên cho mọi xem. Thấy không? Đó, The General rất là sáng. Ở đây là người thấy nè, đó, thấy không? Đó, BL Ray-Ban USA đây. Phía bên này mình thấy là phía bên này là sẽ là 1937 1987 kỷ niệm 50 năm mọi người. Phía mặt ngoài thì bên này thì nó sẽ có in chữ, dòng chữ là Ray-Ban nha mọi người, Ray-Ban. Đó. Bên đây cũng vậy, cũng có Ray-Ban. Quá là đẹp. Rồi, còn phía dưới này, phía trong này thì nó sẽ là The Ray-Ban 5814 mà. Con này là 5814 người, để bên trong mình xem. Đó, BL Ray-Ban 5814. Quá đẹp người, quá đẹp. Một cái con kính cực kỳ đẹp. Thì nếu mà cái con này nó có thêm cái túi zin nữa thì giá nó tầm 15 triệu người, 15 triệu. Tình trạng cực kỳ đẹp, cực kỳ đẹp. Lau sơ lại cho mình xem. Nói chung không có một cái khuyết điểm nào trên cái con này. Con này rất đẹp. Con này nếu mà có túi zin nữa thì tuyệt vời người. Ray-Ban 50 BL. Rồi, quá trời là đẹp mọi người, quá trời là đẹp. Tuy là túi thay thế nhưng mà một cái túi cũng rất là mới người, rất là mới, rất là keng. Rồi, bộ này là 10 triệu chẵn người, 10 triệu chẵn. Giá cực kỳ tốt cho một cái con hoàn hảo. Rồi, ai có nhu cầu sưu tầm con này thì liên hệ mình nhé. Cảm ơn mọi người nhiều.